Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định số 253/2003/QĐ-TTg giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành, triển khai thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia. Đây là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng phát triển thương hiệu quốc gia thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng phát triển các thương hiệu mạnh trong nền kinh tế để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Năm nay, trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19 bùng phát, kỳ xét chọn thương hiệu quốc gia lần thứ 7 năm 2020 vẫn thu hút được sự quan tâm tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp. Sau hơn 9 tháng phát động và triển khai hoạt động xét chọn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia đã ban hành quyết định công nhận 124 doanh nghiệp với tổng số 283 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020. Chúng tôi rất là tự hào mình được chọn trong cái hàng ngũ doanh nghiệp mang thương hiệu quốc gia. Thì đây là cái niềm tự hào của cá nhân mà cũng của doanh nghiệp, và hơn nữa thì là đại diện cho một cái thương hiệu một đất nước. Thì chúng tôi phải làm thế nào để xứng đáng với cái danh hiệu này. Trước hết thì sản phẩm của mình nó phải ngang tầm với sản phẩm của các nước, có nghĩa là mình không thua kém bất cứ nước nào. Và cái thứ hai thì cái chất lượng sản phẩm nói chung là phải đạt được cái lâu dài và càng ngày càng tốt hơn nữa, để không có phụ lòng cái người tiêu dùng ở trong nước cũng như khách hàng ở nước ngoài. Năm này là năm đầu tiên Quy Phúc chúng tôi đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia. Đó là một cái dấu ấn rất là lớn để chúng tôi tiếp tục phát triển doanh nghiệp theo một cái hướng bền vững, khởi đổi mới, sáng tạo và khác biệt để xứng tầm với cái danh hiệu và là một doanh nghiệp mang tầm cỡ quốc gia. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng để phát triển lên một tầm cao mới. Tôi nghĩ rằng là thương hiệu quốc gia đó là một cái niềm tự hào của các doanh nghiệp. Đặc biệt là với BNG thì đây là năm thứ 12 liên tiếp BNG được công nhận là thương hiệu quốc gia. Bởi vì thương hiệu quốc gia đó chính là một cái chuẩn mực, là một cái thước đo rất là giá trị cho uy tín cũng như là vị thế của các thương hiệu cũng như là các sản phẩm được công nhận là thương hiệu quốc gia. Đặc biệt là trong những năm gần đây thì số lượng các doanh nghiệp của Việt Nam tham gia vào chương trình thương hiệu quốc gia ngày càng đông. Cụ thể là năm nay phải nói là trên 1.000 doanh nghiệp tham gia, nhưng kết quả thì chỉ có khoảng 124 thương hiệu là được công nhận. Và bên cạnh đó thì hiện nay thì các cái tiêu chí của thương hiệu quốc gia là ngày càng khắt khe hơn, bởi vì những yêu cầu của thị trường, của người tiêu dùng, của khách hàng. Chính vì vậy mà tôi nghĩ là lần này thì BNG tiếp tục được công nhận thì quốc gia, chứng tỏ đó là một cái sự nỗ lực rất là bền bỉ của BNG trong suốt hơn 32 năm qua. Các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia đã khẳng định vị thế hàng đầu vững chắc trong lĩnh vực hoạt động của mình, duy trì tốc độ tăng trưởng cao cả về lợi nhuận và doanh thu, giữ vững thị trường nội địa và phát triển thị trường xuất khẩu dù gặp phải không ít khó khăn, thách thức trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến khó lường trên toàn thế giới. Theo số liệu báo cáo của 124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia kỳ này, tổng doanh thu năm 2019 của các doanh nghiệp này đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng, tổng doanh thu xuất khẩu đạt hơn 137.000 tỷ đồng, tổng nộp ngân sách nhà nước trên 200.000 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hơn 471.000 lao động. Các hoạt động xã hội của các doanh nghiệp này đạt giá trị trên 9,5 ngàn tỷ đồng và nộp bảo hiểm xã hội trên 20.000 tỷ đồng. Các hoạt động hỗ trợ và tuyên truyền, quảng bá cho chương trình thương hiệu quốc gia và các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia được triển khai có hiệu quả, góp phần tăng cường sự nhận biết của các nhà phân phối và người tiêu dùng trong và ngoài nước đối với các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam. Theo đó, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành địa phương, tổ chức có liên quan thực hiện chuỗi các hoạt động quảng bá trên các phương tiện truyền thông cũng như truyền hình đến người tiêu dùng trên cả nước nhằm tôn vinh các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đạt thương hiệu quốc gia, đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ có chất lượng đạt thương hiệu quốc gia tại thị trường trong và ngoài nước. Ngoài ra, đối với các hoạt động quảng bá tại thị trường nước ngoài, do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường và tác động ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và nhiều nước, Bộ Công Thương đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp hỗ trợ linh hoạt, phù hợp với bối cảnh thực tế,
Bộ Công Thương đã phối hợp với các địa phương xây dựng nội dung và kế hoạch, chiến lược tuyên truyền, quảng bá chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể và xây dựng các sản phẩm truyền thông nhằm giúp tăng cường nhận biết các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể của Việt Nam đến khách hàng, người tiêu dùng quốc tế thông qua các kênh thương mại điện tử, các sự kiện xúc tiến thương mại, các sự kiện ngoại giao ở nước ngoài, thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế sản phẩm, xây dựng thương hiệu đáp ứng được hệ thống tiêu chí của chương trình. Phối hợp với các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới cho các sản phẩm xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh. Hoạt động xét chọn thương hiệu quốc gia năm 2020 được tổ chức triển khai khoa học, khách quan và nghiêm túc, tuân thủ chặt chẽ theo quy trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với nhiều điểm mới trong chính sách cũng như quy trình xét chọn. Năm nay cũng là năm đầu tiên Bộ Công Thương triển khai quyết định số 30/2019 QĐ-TTg ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam và thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định hệ thống tiêu chí của chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Theo đó, việc xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 7 được thực hiện theo phương thức chấm điểm, đảm bảo tính khách quan, khoa học và minh bạch. Các hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn được rà soát kỹ lưỡng theo các tiêu chí được quy định tại thông tư số 33/2019/TT-BCT. Các hồ sơ đủ điều kiện được chuyển tới ban chuyên gia với thành viên là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực có liên quan để tiến hành thẩm định hồ sơ. Danh sách sản phẩm dự kiến công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 cũng được gửi ý kiến của các ủy viên Hội đồng Thương hiệu Quốc gia, bao gồm đại diện lãnh đạo các bộ, các cơ quan trung ương. Vai trò của các ngành kinh tế nói chung, nhưng mà vai trò kinh tế tư nhân đã đóng rất quan trọng trong thương hiệu quốc gia với sự năng động của các bạn. Và như vậy đó, có thể nói là thương hiệu quốc gia Việt Nam đã thu hút sự quan tâm, đồng hành, chung tay cộng đồng doanh nghiệp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong thời gian qua. Chính các bạn đã đóng góp ngay uy tín quốc gia Việt Nam, sản phẩm Việt Nam, đóng góp để tiêu dùng xuất khẩu Việt Nam, và đặc biệt là phát huy cái vai trò tiên phong đổi mới của thương hiệu quốc gia với sự đóng góp của các bộ ngành, nhất là Bộ Công Thương và các bộ của Chính phủ. Chúng ta quyết tâm cả nhà nước và các doanh nghiệp đóng góp vào để xây dựng Việt Nam hùng cường, một quốc gia đổi mới sáng tạo, một quốc gia khởi nghiệp, một quốc gia, một người Việt Nam tinh thần học tập suốt đời để đóng góp cho những đất nước, xây dựng quê hương, xây dựng gia đình phồn vinh hạnh phúc. Theo đó, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, đóng góp xây dựng đất nước phát triển bền vững thông qua việc xây dựng thương hiệu quốc gia, thương hiệu ngành bền vững. Các cấp chính quyền phải tạo môi trường đầu tư tốt, mọi điều kiện thuận lợi, công khai minh bạch, phát huy vai trò đổi mới tiên phong của thương hiệu quốc gia với sự đóng góp của các bộ ngành, nhất là Bộ Công Thương. Nhà nước và doanh nghiệp sẽ cùng đóng góp để xây dựng một Việt Nam hùng cường, quốc gia đổi mới sáng tạo. Thủ tướng đề nghị Hội đồng Thương hiệu Quốc gia, Bộ Công Thương sớm nghiên cứu chính sách, tạo thuận lợi, các cơ quan hữu quan tạo nguồn lực hạ tầng thuận lợi như hạ tầng viễn thông, hạ tầng số và đặc biệt là nguồn nhân lực để tiếp tục phát triển thương hiệu quốc gia. Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam còn rất nhiều khó khăn, thì các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia chính là những tấm gương tốt. Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ và vừa vươn lên, sớm có nhiều sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia xứng đáng với vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Thủ tướng cho biết, thương hiệu quốc gia Việt Nam thời gian qua đã lọt vào nhóm các nước có thương hiệu mạnh. Theo đánh giá của tổ chức Brand Finder, tổ chức tư vấn hàng đầu về định giá thương hiệu quốc gia, trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới năm 2019, thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá 247 tỷ đô la Mỹ và xếp hạng thứ 42. Cùng với thương hiệu quốc gia, giá trị các thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam có sự gia tăng mạnh mẽ. Năm 2019, theo xếp hạng của Forbes, tổng giá trị của 50 thương hiệu hàng đầu của Việt Nam đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ. Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đã được Chính phủ giao Bộ Công Thương quản lý, thực hiện với mục đích xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về sản phẩm hàng hóa, đa dạng, phong phú về dịch vụ, tăng cường sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ. Qua 17 năm, chương trình đã góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò quan trọng của thương hiệu trong việc gia tăng giá trị cho sản phẩm cũng như giá trị của doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường thông qua 3 tiêu chí: chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong.
Bộ Công Thương đang và sẽ tích cực phối hợp với các bộ ngành thực hiện các chương trình tuyên truyền, quảng bá cho chương trình thương hiệu quốc gia và các doanh nghiệp, sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia gắn liền với các hoạt động ngoại giao, văn hóa và du lịch, đặc biệt là tập trung vào các địa bàn xuất khẩu chủ lực.